Nhiều năm qua, tình đoàn kết lương giáo luôn được người dân ở các khu dân cư phát huy. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, tình đoàn kết lương giáo càng thêm thắt chặt. Minh chứng rõ nhất cho mối gắn kết này chính là việc chung sức xây dựng nông thôn mới trong suốt 4 năm qua của người dân ở các địa phương. Đây là công trình nhà văn hóa xóm Bắc Kẻ Gai 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Công trình khang trang này vừa được hoàn thành với sự đóng góp, ủng hộ tiền và ngày công của các hộ dân của xóm. Tại xóm Bắc Kẻ Gai 2 có tới 113 hộ là đồng bào Công giáo, còn 5 hộ là đồng bào Lương. Với sự vào cuộc tích cực của ban cán sự xóm, của chi bộ trong công tác vận động, tuyên truyền, cùng với sự công khai, minh bạch nguồn tài chính đóng góp, đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của đồng bào, lương, giáo trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Về các cái chủ trương của nhà nước, thì chúng tôi về triển khai tận dân, thì được nhân dân rất đồng tình, rất hưởng. Như làm xây dựng nhà văn hóa thì 2/3 là tiền nhân dân đóng góp. Thứ hai là cái đường bê tông là chỉ xóm giám sát làm nó tổ chức đảm bảo rất đẹp, mà dân rất phấn khởi vui. Có những lối khác nữa thì như người ta cùng họ đang muốn làm nữa. Sáng tây thì có 52% là đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Khi cái triển khai cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì cái đoàn kết giữa cái lương giáo rồi cái triển khai thì được sự ủng hộ rất là cao, kể cả là các cái chức sắc giúp việc, rồi kể cả như vậy là lãnh đạo của các xóm lương cũng như giáo. Tại giáo xứ Lâm Xuyên, xã Nam Thành, huyện Yên Thành có 230 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Với phương châm cả nước và nhân dân cùng làm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức, đoàn thể và hội đồng mục vụ, bà con nơi đây đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Quyền lợi cùng cái nghĩa vụ là đi gắn liền với nhau, cho nên tất cả mọi người là đồng tình, ủng hộ. Và riêng cái xóm giáo của Lâm Xuyên thì luôn luôn là có cái chuyện là đoàn kết, một lòng với lý chính quyền để cùng xây dựng. Mà hôm nay là đạt được cái chuẩn nông thôn mới. Từ các nội dung trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo gắn với xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều việc làm thiết thực, bà con lương giáo không chỉ ở Hưng Nguyên, Yên Thành mà nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh cũng đã tập trung giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát huy có hiệu quả các tiêu chí của xã nông thôn mới. Trước tiên là tôi đồng thuận là đường thông hề thoáng là coi như đẹp thôi, đẹp trên đẹp làng, đẹp gia đình chúng tôi thôi, thì là tôi đồng thuận liền. Thực hiện được cái nội dung thành công trong cái công tác xây dựng nông thôn mới là nhờ Diễn Yên làm tốt công tác xây dựng toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Thứ hai là thực hiện tốt cái quy chế dân chủ, bà con lương dân giáo dân thì có cái mối quan hệ tình cảm gia đình, rồi cuộc sống hàng ngày trong cái sản xuất, giúp nhau trong sản xuất cũng như nữa là làm ăn kinh tế. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh đang ngày một đổi thay toàn diện. Góp phần làm nên thành quả to lớn này chính là sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của toàn thể bà con giáo lương ở mỗi địa phương. Điều này cũng đã khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết mà nhân dân đã vun đắp. Đây chính là nguồn cổ vũ động viên to lớn để đồng bào lương giáo tiếp tục đoàn kết thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các chương trình, kế hoạch kinh tế xã hội của tỉnh.